chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Xe Điện Việt Thanh. Như các bạn đã biết thì Xe Điện Việt Thanh đã trở thành đại lý ủy quyền chính thức của hãng xe hàng đầu Việt Nam VinFast. Vậy nên các bạn mong muốn mua xe VinFast chính hãng với chế độ bảo hành cũng như dịch vụ tốt nhất, hãy ghé ngay các cửa hàng của Xe Điện Việt Thanh hoặc showroom tại 165 Xuân Thủy là cửa hàng VinFast Việt Thanh nhé. Mình cũng đã lên một video tư vấn chi tiết cho các bạn rằng là với đối tượng nào thì nên sử dụng mẫu xe VinFast nào, các bạn có thể tìm trên kênh Xe Điện Việt Thanh nhé. Và hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết một mẫu xe được rất nhiều chị em dân văn phòng hoặc những người đi làm comment rằng là muốn đánh giá thực tế trải nghiệm mẫu xe Felix S. Vậy thì hôm nay mình sẽ đi vào những cái điểm mình khen và mình chê Felix S trong quá trình sử dụng. Thì khi xe về cửa hàng, mình đã sử dụng mẫu xe Felix S để đi làm hàng ngày trong vòng khoảng 1 tuần. Mình sẽ chia sẻ một cách công tâm nhất, khách quan nhất, chứ không phải là tăng bốc sản phẩm lên vì bên mình đang bán xe đâu nha. Mình muốn cung cấp cho các bạn những thông tin và trải nghiệm chính xác nhất, công tâm để các bạn có thể đưa ra được quyết định lựa chọn mẫu xe phù hợp nhất. Nếu các bạn cảm thấy rằng là Felix S chưa đáp ứng một yêu cầu nào đó, hãy comment bên dưới, mình sẽ giới thiệu những mẫu xe khác hoặc là những hãng xe khác để các bạn có thể tìm được lựa chọn một mẫu xe máy điện phù hợp nhất với bản thân mình nha. Và chúng ta bắt đầu thôi, mình là Phương Thảo. Mẫu xe máy điện Felix S được hãng định vị là một mẫu xe dành cho dân văn phòng hoặc là người đi làm với phong cách sang trọng và thanh lịch. Mẫu xe này thuộc phân khúc giá phổ thông trong mức là 30 triệu. Chúng ta hãy cùng xem là với mức giá 30 triệu thì Felix S có những cái điểm đáng khen như thế nào nhé. Đầu tiên đó chính là về phần động cơ cũng như là vận tốc của Felix S. Đây là cái điểm mà mình thích nhất trên mẫu xe này. Mình đi tải một người khoảng 55 kg thêm cả đồ đạc trong cốp nữa. Và vận tốc tối đa mình có thể vít được đúng như thông số của nhà sản xuất đã đưa ra, đó là 78 km/h. Điểm thứ hai mình thích trên xe Felix S đó là về phần thiết kế thanh lịch, phù hợp với những người đi làm như mình rồi. Và độ hoàn thiện của chiếc xe này rất là chỉn chu, từng cái nút bấm cũng như là đường nét nhựa thì đều được làm rất là chỉn chu và liền mạch nhé. Không có những cái vấn đề như là nhựa thừa hoặc là các chi tiết thừa hoặc là bị vênh ra đâu nha. Thế nên là khi mà mình đi sử dụng hàng ngày thì chiếc xe tạo nên một cái trải nghiệm lái khá là tốt. Không có tiếng lọc cọc hoặc là lộc xộc như nhiều những xe máy ở phân khúc tầm thấp hơn đâu. Hệ thống đèn chiếu sáng ở phía trước cũng như là đèn xi nhan thì toàn xe là sử dụng hệ thống đèn LED cao cấp. Thế nên là các bạn thấy rằng là một cái sự đầu tư như thế này sẽ giúp chiếc xe đảm bảo cái độ thẩm mỹ cũng như là độ bền qua 5 tháng, khoảng 3 đến 5 năm thì cũng không lo bị ố đèn pha hoặc là ố bất kỳ một cái chi tiết nào trên xe đâu nhá. Tuy nhiên thì giải màu ở trên xe Felix S chưa được phong phú lắm. Hiện nay mới chỉ có 5 màu khá là cơ bản, chẳng hạn như trắng, đen, màu xanh cổ vịt. Nhưng mà màu này thì mình đánh giá rằng là cái giải màu sắc hơi già. Với các chị em nào mà làm về ngành thời trang hoặc là yêu thích cái sự sáng tạo thì sẽ thấy rằng là Felix S mong rằng sẽ có nhiều giải màu hơn để cho chúng ta lựa chọn. Cùng nói về thiết kế thì Felix S có những đặc điểm giúp mình đánh giá rằng là một mẫu xe rất tinh tế, phù hợp với lối sống cũng như là phong cách của nhiều chị em dân văn phòng. Chẳng hạn như phần cốp xe rất rộng, dễ dàng chúng ta mở cốp ở ngay phần là chìa khóa xe. Cốp xe lên tới là 22 lít theo thông số của nhà sản xuất. Các bạn có thể thấy là mình để vừa một cái ba lô cỡ nhỏ hoặc là bạn nào để một cái MacBook cỡ khoảng 13-15 inch thì rất là thoải mái. Lần trước thì có nhiều anh chia sẻ rằng là cốp xe của Felix S không để vừa mũ bảo hiểm. Nhưng mà tuy nhiên thì mình đã để vừa một cái mũ bảo hiểm theo chiều ngang này. Vậy nên là các bạn mà đội mũ nửa đầu thì vẫn hoàn toàn có thể thoải mái để mũ bảo hiểm trong cốp nhé. Nhưng mà ai mà đội mũ 3/4 thì chắc chắn là sẽ chưa vừa rồi. Thì chúng ta lại bù lại là sẽ có một cái phần móc treo đồ ở phía trước để cho chúng ta treo mũ bảo hiểm 3/4 hoặc là mua đồ dùng hoặc là treo túi sách ở đây. Ngoài ra thì Felix S còn một cái phần là ngăn nhỏ để chúng ta để vừa những cái chìa khóa hoặc là ví tiền, vé xe ở đây. Rất là tiện lợi, các bạn chỉ cần ngồi trên xe thôi là dễ dàng mở được cái phần cốp bí mật này. Nhưng mà tuy nhiên là cốp này không có khóa, thế nên là bạn không nên là để vật dụng có giá trị cao ở đây nha. Chúng ta mở ấn nhẹ ra là đã lộ ngay cái cốp bí mật này rồi. Chiều cao yên xe của Felix S là 770mm. Như trong clip tư vấn lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn thì mẫu xe này nên phù hợp cho những người cao khoảng 1m6 trở lên.
Mình là cao 1m52, thế nên là ngồi Felix S có phần hơi chơi với một chút. Đặc biệt là khi mà đèo thêm người ở đằng sau thì cái cảm giác tay lái khá là chòng chành. Vậy nên là nhấn mạnh rất rõ là các bạn nào có chiều cao khoảng 1m6 trở lên thì hãy ưu tiên lựa chọn Felix S nhé. Còn bạn nào có chiều cao khiêm tốn như mình hoặc là thấp hơn thì có thể lựa chọn sang một cái xe cùng phân khúc, đó là Clara S. Thì mình sẽ giới thiệu Clara S trong các video lần sau. Các bạn hãy theo dõi kênh Xe Điện Việt Thanh để ủng hộ và theo dõi các video tiếp theo nhé. Điểm thứ ba mà mình khen Felix S đó là quãng đường đi được và khả năng tiết kiệm. Thì với cái quãng đường đi được của một cục pin LFP do hãng VinFast sản xuất thì các bạn có thể đi mẫu xe này trong khoảng là 130 km trong một lần sạc. Đây là cái con số là quãng đường thực tế mà một người tải khoảng 55 kg đi hàng ngày mà mình đã đạt được. Còn anh chị nào mà đi ở tải cao hơn, đi hai người hoặc là có cân nặng cao hơn thì sẽ trong khoảng là 100 km khi mà mình đi ở ngưỡng vận tốc hỗn hợp, đi trong phố hoặc là thị trấn nha. Còn nếu mà chúng ta đi với vận tốc liên tục cao hoặc là tải rất nặng thì cái quãng đường đi được chỉ khoảng là 80 km một lần sạc thôi. Thế nên là mình hiểu rằng là càng đi với tải trọng nhẹ và vận tốc thấp thì chúng ta sẽ đi được quãng đường dài hơn. Tuy nhiên cái con số mà lên tới gần 200 km trong một lần sạc mà hãng VinFast công bố thì đó chỉ là ở ngưỡng vận tốc 30 km một giờ mà thôi. Trên thực tế thì khó mà đi được với vận tốc đó. Mỗi lần sạc điện thì xe Felix S sẽ tốn khoảng là 3 số điện, tương đương với là khoảng 5 đến là 8.000 đồng. Vậy nên là các bạn tính xem là mình đi một lần là 130 km chỉ mất khoảng 8.000 đồng mà thôi thì đó là một cái con số rất là tiết kiệm. Tại sao mình lại chia sẻ rằng Felix S là tiết kiệm? Bởi vì hiện nay thì tại Xe Điện Việt Thanh đang áp dụng ưu đãi là free 1 năm đầu miễn phí thuê pin. Thế nên là các bạn nào mua xe tại Xe Điện Việt Thanh thì sẽ được áp dụng cái chế độ mà 1 năm miễn phí thuê pin này nha. Tiết kiệm được khoảng 4 triệu 200 nghìn đồng đó. Bởi vì là bây giờ là mỗi mẫu xe mới là các bạn bắt buộc đều phải chọn gói pin là 350 nghìn đồng. Tuy nhiên thì mua được cái gói là miễn phí năm đầu thuê pin thì sang năm thứ 2 các bạn có thể lại được lựa chọn linh hoạt gói là từ 189k. Bạn nào mà đi ít, không đi nhiều thì nên lựa chọn cái gói ưu đãi này nha. Bởi vì nếu mà không lựa chọn bắt buộc là 350 nghìn một tháng là không giới hạn quãng đường thì các bạn đi như thế sẽ khá là tốn với bạn nào mà không đi nhiều. Vậy nên là mình sẽ mua xe ở Xe Điện Việt Thanh để nhận được cái ưu đãi tốt như thế này nhá. Bởi vì là không phải là các cửa hàng khác là cửa hàng nào cũng có cái ưu đãi này đâu. Ok, vừa rồi là những điểm mình khen trên mẫu xe Felix S. Còn bây giờ là sẽ đến những điểm mình chê. Thực ra là mình chưa ưng thôi, chứ không phải là đến mức mà chê thậm tệ đâu nha. Bởi vì mình đánh giá rằng Felix S là một mẫu xe vẫn phù hợp với chị em dân văn phòng như mình hoặc là những người đi làm. Điểm đầu tiên mà mình chê đó chính là phần yên xe. Mặc dù là yên xe ở trong cái lô sản xuất gần đây nhất thì đã được cải tiến đáng kể so với thiết kế ban đầu rồi. Tuy nhiên thì cái yên xe của Felix S vẫn khá là dốc về phía trước. Độ mềm của yên xe không quá đàn hồi. Thế nên là khi mà chúng ta ngồi hoặc là đi một cái quãng đường xa thì cảm thấy hơi mỏi lưng và mông. Đặc biệt là khi chúng ta đèo hai người thì người ngồi sau liên tục bị dồn về phía trước. Bất kể là chúng ta có bóp phanh hay không thì đây là một cái điểm mà mình chưa ưng ở trên xe VinFast. Điểm chê thứ hai đó là về phần hệ thống treo ở phía phần đuôi xe. Thì như các bạn có thể thấy thì xe Felix S có phần cuồng giảm xóc khá là dài, tới là 330mm. Thì cái giảm xóc dài như thế này cũng như là cái phần vè chắn bùn rất là ngắn ở phía sau thì khiến cho là đi trời mưa bị bắn rất là nhiều. Đợt vừa rồi thì ở Hà Nội mưa rất nhiều và nồm ẩm, là mình đi là rất là bẩn. Đặc biệt là ai ngồi đằng sau thì xác định là sẽ bị bắn lên rất cao. Bên cạnh đó là về phần phanh của Felix S. Felix S thì chỉ được trang bị một phanh đĩa ở bánh trước, còn bánh sau vẫn là phanh tang trống. Vậy nên là khi mà mình đang đi ở một giải vận tốc cao, còn bóp phanh thì cái phần phanh sau các bạn nên chú ý là phải bóp đậm tay. Tức là nếu mà bóp nhẹ thôi thì gần như là cái cảm giác là phanh không ăn lắm. Thế nên mình cứ bóp thật tay, bóp thật chặt vào nhá. Mặc dù là đây là điểm chê nhưng mà mình vẫn có cái cách khắc phục, đó là chúng ta thay đổi cái thói quen bóp phanh đi hàng ngày. Các bạn nhớ là bóp phanh ở bên tay trái là phanh bánh sau, thì như vậy là sẽ giúp chúng ta nhanh chóng là đạt được cái hiệu quả phanh tốt hơn. Và điểm chê cuối cùng mà mình chưa ưng trên Felix S đó chính là cái phần tay ga hơi giật. Các bạn nếu mà đi ở vận tốc Eco chuyển sang Sport thì cảm nhận rất rõ ràng về cái độ giật tay ga này. Hoặc là các bạn đi trên phố đông đúc mà muốn vượt xe khác, hoặc là đi trong cái chế độ là vận tốc là
thì chúng ta sẽ cảm nhận rằng là tay ga của Felix S rất là nhẹ, nhưng mà tuy nhiên thì nó lại mang cái cảm giác là bị giật, giật cục. Thế nên là hơi sợ nếu mà ai đang chuyển từ xe máy chuyển sang xe điện, hoặc là đi những cái mẫu xe điện khác chuyển sang Felix S thì thời gian đầu sẽ không quen. Tuy nhiên khi chúng ta đạt được một cái ngưỡng vận tốc ổn định rồi thì Felix S lại đi rất là nhẹ nhàng và êm ái. Thế nên là mình hy vọng rằng là trong các lô sản xuất phía sau hoặc là phiên bản tiếp theo của mẫu Felix S thì nhà sản xuất sẽ cải thiện tốt hơn cái chế độ bị giật tay ga như thế này. Như vậy là mình đã chia sẻ những điểm mạnh cũng như là điểm hạn chế của Felix S để cho các bạn là cân đo đong đếm xem là đã ra quyết định là xuống tiền cho mẫu xe Felix S này hay chưa. Với mình là tâm lý của một cô gái dân văn phòng thì mình cũng sẽ lựa chọn Felix S, mặc dù là hơi cao một chút, tuy nhiên thì đổi lại thì trải nghiệm lái cũng như là quãng đường di chuyển hàng ngày của Felix S là rất tốt, rất phù hợp với cái nhu cầu của mình là một người di chuyển tương đối nhiều, là một dân ở ngoại thành. Thế nên là quãng đường di chuyển một ngày lên tới khoảng là 50-60 km trong một lần sạc cơ. Thế nên là rất là yên tâm khi mà mình lựa chọn Felix S hàng ngày. Còn các bạn thì các bạn đã lựa chọn Felix S để trở thành người bạn đồng hành trong quá trình di chuyển hàng ngày hay chưa? Còn lăn tăn chỗ nào hoặc là nhu cầu sử dụng của bạn đặc biệt ở những phần nào, hãy comment bên dưới để chúng ta cùng giải đáp nhé. Hiện nay thì mẫu xe Felix S đang được bán tại xe điện Việt Thanh với giá là 29,9 triệu đồng. Được free 1 năm đầu và từ năm tiếp theo các bạn sẽ được lựa chọn gói linh hoạt thuê pin là từ mức 189.000. Lưu ý rằng là ở trên thị trường thì bây giờ các bạn mua xe mới bắt buộc là sẽ phải sử dụng gói thuê pin là 350.000. Thế nên là lựa chọn gói ưu đãi tại xe điện Nhật Thanh là sẽ tiết kiệm hơn được rất nhiều. Xe máy điện Felix S hiện đang có mặt tại hơn 20 cửa hàng của xe điện Việt Thanh trên toàn quốc. Vậy nên là khi mua xe các bạn cũng yên tâm rằng là về chế độ bảo hành chính hãng cũng như là sự tiện lợi, mang xe đến bất kỳ cửa hàng nào cũng đều được chăm sóc và phục vụ tận tình, sửa chữa tận nơi và bảo hành rất là chu đáo. Hãy đăng ký kênh YouTube của Xe Điện Việt Thanh ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video hơn nữa các bạn nhé. Hãy like share video này để chúng ta cùng chia sẻ đến nhiều người đang quan tâm đến xe máy điện nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt.